cảm tạ. Chúng em rất vui khi được sống cùng quý bà, quý chị trong các công đoàn của vùng Sài Gòn này. Chúng em xin tri ân đến quý bà, quý chị phụ trách cùng tất cả quý chị với gương sống hiền lành, thánh thiện và tinh thần âm thầm hy sinh phục vụ trong sự mạng của mình. Đặc biệt, chúng em xin tri ân đến quý chị giáo. Quý chị như những người lái đò đưa chúng em sang sông. Quý chị đã luôn yêu thương, đồng hành, hướng dẫn. Để mỗi ngày chúng em được tiến sâu hơn trong tương quan cả vì với Chúa, trong lòng mến đối với hồi dòng, và được triển nở hơn trong ơn gọi người con Đức Mẹ vô nhiễm. Với tâm tình của một người em trong hồi dòng, chúng em xin đặc biệt tri ân đến mẹ dòng, chị bề trên, chị nguyên bề trên, quý chị trong ban cổ vấn. Quý chị đã luôn cầu nguyện, yêu thương, quan tâm, hỏi thăm và nâng đỡ bước đường ơn gọi của chúng em. Đồng thời, chúng con xin tri ân đến quý ân nhân, thân nhân xa gần và quảng đại giúp đỡ chúng con về vật chất cũng như tinh thần, để chúng con có điều kiện tốt hoàn thành sứ mạng của mình. Vâng, chúng con cảm nhận tất cả là hồng ân. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Hiền vô nhiễm ban muôn phúc lành cho tất cả quý vị. Kính thưa chị bề trên, em xin được thay lời cho chị em kinh viện vùng Sài Gòn kính mừng bổn mạng chị. Kính thưa chị, Thánh Nữ Mata đã nêu gương cho chị em chúng ta về một nếp sống đơn sơ, giản dị nhưng rất thánh thiện. Ngài đã nấu những bữa ăn thật ngon để mời Chúa khi Chúa vào nhà. Ngài cũng đã niềm nở đón tiếp để Chúa Giêsu không ngần ngại ghé nhà nghỉ chân. Trong nhiệm kỳ mới này, Thiên Chúa đã chọn chị để qua sự hướng dẫn của chị mà chị em trong hồi dòng được gần gũi với Chúa hơn. Là những người em trong gia đình con Đức Mẹ vô nhiễm, chị em chúng em xin chung vui với chị trong ngày bụng màng. Chúng em nguyện chúc chị luôn nhiệt tình, hăng say và dẫn thân trong sự vụ mới. Chúng em cầu chúc chị luôn bình an, thánh đức và nhiều niềm vui. Mặc dù ở xa, nhưng lòng chúng em vẫn luôn hướng về chị. Chúng em chung vui với chị trong ngày bụn màng tại nơi mẹ dòng. Kính thưa quý chị, em xin được thay lời cho chị em kinh viện vùng Sài Gòn kính mừng bụn màng quý chị trong ban cổ vấn dòng. Em xin mừng lễ Thánh Madalena, quan thầy của chị đặc trách ban gia đình. Mừng lễ Thánh Anna, quan thầy của chị đặc trách ban tông đồ, chị đặc trách ban huấn luyện. Mừng lễ Thánh Marta, quan thầy của chị đặc trách ban kinh tế. Kính thưa quý chị, các vị thánh nữ đã nêu gương sáng cho chị em chúng ta về một nếp sống đơn sơ, giản dị nhưng rất thánh thiện. Để qua các ngài, Thiên Chúa trao ban ân sủng cho giáo hội. Trong nhiệm kỳ mới này, Thiên Chúa đã chọn gọi quý chị trong trách vụ là cố vấn của hồi dòng. Để qua quý chị, Thiên Chúa trao ban ân sủng cho chị em trong hồi dòng. Là những người em trong gia đình con Đức Mẹ vô nhiễm, chúng em nguyện chúc quý chị luôn bình an, thánh đức và nhiều niềm vui. Chúng em cầu chúc cho quý chị luôn có một trái tim nhiệt thành, hăng say và dấn thân trong sự vụ mà Chúa trao phó. Mặc dù ở xa, nhưng lòng chúng em vẫn luôn hướng về quý chị, và chúng em chung vui với quý chị trong ngày bụn màng tại nơi mẹ dòng.